Chào mừng đến với kế toán địa phương. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cách xử lý công nợ phải trả nhà cung cấp nhanh chóng và hiệu quả chỉ trong 5 phút. Đừng bỏ lỡ video này, nhấn đăng ký ngay để trở thành chuyên gia quản lý công nợ. Bắt đầu nào. Linh Khôi này, đầu kỳ là đang còn, nếu mà dư có như này là mình đang còn nợ công ty này 707 triệu này. Vâng. Nhá. Sau đó em đi trả được 736 triệu, được chưa? Đấy là em trả lố phải không? Em trả lố phải không? Trả thừa nhá. Thành ra nó dư ra 28 triệu, em thấy phát sinh bên nợ này, đúng không? Rồi. Phát sinh rồi. Thì phát sinh bên nợ, dư thì dư có, mà mình phát sinh bên nợ là mình đi trả. Thế thành ra là dư nợ là cái phần chênh lệch là 28 triệu, chứng tỏ là mình đang trả thừa, trả dư cho người ta. Nhá. Rồi. Muốn xem chi tiết từng cái phiếu thì em vào đây. Đó. Vào đây thì vẫn thấy đầu kỳ là 707 nhá. Sau đó mỗi lần em đi trả này, trả từng lần như này, đúng không? Kéo xuống dưới hết là 736 triệu. Đó, thì cuối kỳ của mình còn dư là 28 triệu đây, chưa? Vậy là em đang trả lỗ đúng không? Ờ, đúng rồi. Vậy bây giờ em hỏi cô là cái 707 này nè, là đầu kỳ. Đầu kỳ có nghĩa là năm 2020 em chuyển qua. Ừ, đúng rồi đấy. Nếu vậy bây giờ em thế quay thực lại tế mình có nợ nhà này không? Em không có nợ. Không thừa không thiếu đúng không? Dạ. Ừ, không thừa không thiếu thì thử xem. Chị thấy mấy cái phiếu mình trả đấy là trả hết bằng tiền mặt, tiền ngân hàng đúng không? Dạ không, cái này là Hoàng Linh Khôi là em trả bằng tiền mặt. À, trả bằng tiền mặt thì thử xem nào. Năm 2022 em mới có vay. Dạ. À, nếu thử xem thì mình có bị trả thừa một phiếu mà mình trả hai lần, một khoản mình trả hai lần hay không? Cái đấy mình phải ra soát lại. Bây ra soát kể cả 2020. Đầu kỳ năm 20 nhá, cả phát sinh trong kỳ năm 21. Bây giờ cái này của mình theo em là mình bỏ hai cái hóa đơn này ra, không trả bằng tiền mặt nữa nhá. Thử nhá, thử một cái trước, thử từng cái trước nhá. Ví dụ như mình đang còn dư nợ 28 triệu thế thì em mà trả 19 triệu này, đúng không? Với cả 15 triệu nữa, đúng không? Đây này, nó không khớp. Em có 239 với 245 này. Thực ra mà tìm cho được cái 707 triệu này bao nhiêu là của năm 20 thì cũng hơi là khó, đúng không? Phải lọc ra được là đã trả, cũng lọc ra như thế này này. Những cái hóa đơn nào đã trả, bởi vì khi em chi tiền những hóa đơn nào rồi thì còn lại hóa đơn nào chưa trả, thì mình biết được 707 triệu kia là gồm những hóa đơn nào. Vâng. Bây giờ thì 28 triệu này, em thử tìm 28 triệu nên không phải là trả phiếu này hay là phiếu này. Mình thử xem là có cái phiếu nào mà nó, chị thấy toàn dưới 20 triệu. Dưới 20 hết. Ừ, thử xem tìm cái phiếu nào mà nó cộng lại khoảng 2 phiếu, cộng lại mà nó được 28 triệu không? Ở đây có một cái 12 nữa nè. Không, 12 đấy là số dư em ạ. Đây này, số dư bên nợ đấy. Tức là sau khi trả cái phiếu này rồi này. Sau khi trả cái phiếu này nhá. Đây. Dạ. Sau khi trả cái phiếu này thì em còn dư 12, tức là em còn thừa 12. Trả tiếp phiếu này nữa thì mới dư 28. À dạ. Ừ. Nếu vậy bây giờ em thử chọn hai cái 14 được không? Ừ được, 12 cái 14 thì khả năng là ra cái số kia đấy. Thử cộng lại xem nhá. Không, nó chỉ ra 28 triệu mấy thôi, chứ không phải là nó ra. Hoặc là cái này được không cô? Được. 17 với 11 nè. Được, em thử cộng với chị xem nào. Nhưng mà cái này nó ra 28 triệu 9 rồi, còn này bằng 28 triệu 1 thôi. Ừ đó. Hoặc là một cái hóa đơn nào đó em sẽ trả một phần đi. Em thích nợ đúng không? Hay là mình thích nợ đi. Ý của chị là ý của chị cho nó dứt bằng không thôi. À, muốn dứt bằng không, thế thì cái này, những cái này em hẳn cho chị một cái phiếu nào đó, còn phiếu kia thì cũng ghi như thế, nhưng mà em bỏ cái số tiền nhỏ lại nhá. Lấy cái 28126800 này này, trừ đi cái phiếu mà mình đang ấy nhá. Bây giờ em làm luôn nha. Ừ. Bây giờ em bỏ ghi xóa một số nào đó đi trước đi nhá. Dạ. Tại vì nó cụ đằng nào thì nó cũng dưới 20 triệu mà. Dạ. Ừ, bỏ ghi xóa. Bỏ ghi xóa. Rồi nhắn nạp. Rồi. Thì nó còn 1939 này. 1939. Không có số nào cả, xem có số nào không? Dạ không, có 11 thôi. Ừ. Thế thì cái chỗ 11 đấy, hoặc là 1939 này em trừ vào một cái hóa đơn nào đó. Trừ vào cái số 19 cũng được, mà số 11 cũng được. Nói chung là trừ là vào cái chỗ nào em, mà nó cao em, hơn 10 triệu á. Ừ. Em lấy 1190902066 trừ đi 10.939025, ra còn lại bao nhiêu em vào đây em sửa số tiền. Chưa, từ từ, cô bảo em nha. Em lấy 11. Em lấy 1190002066. Em trừ đi 10.939025. Ừ. Rồi, từ từ cô. Rồi, bây giờ em tích vào cái phiếu này nhé. Đúng không? Đúng rồi. Bỏ ghi sửa cho chị cái số còn lại xong cái trừ nhé. Rồi, chi tiền. Đó, nó sẽ về hết số dư bằng 0 rồi đấy. Rồi.
Đấy này, cái này là của mình, cái hóa đơn dưới 20 triệu cho nên là mình mới mới chi trả được tiền mặt mới xử lý được như thế nhá. Còn ngân hàng thì không xử lý được như thế nhá. Vâng. Ừ.